Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Trường Giang ôm hôn Tiễn Nhã Phương tại sân bay. Diễn viên hài thể hiện nhiều tình cảm cho bạn gái trước khi cô sang Hàn Quốc đóng phim Tuổi Thanh Xuân 2. Tối muộn ngày 11 tháng 5, Nhã Phương có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh để sang Hàn Quốc quay phần 2 của bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Đính tiễn nữ diễn viên xinh đẹp có mẹ, các thành viên trong gia đình và các fan. Tuổi Thanh Xuân là một bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên. Trước khi lên đường, Nhã Phương chia sẻ trong phần 2, vai linh của cô sẽ không yếu đuối chấp nhận số phận mà sẽ đấu tranh hết mình cho tình yêu. Tại sân bay, các fan cũng tranh thủ tổ chức sinh nhật cho cô. Đến đưa tiễn Nhã Phương trong lần xuất ngoại này, không thể vắng mặt Trường Giang, anh bận việc nên đến trễ. Vừa có mặt, cây hài sứ quản chào hỏi mẹ người yêu rất lễ phép. Do có nhiều cảnh quay thực hiện tại Hàn Quốc nên chuyến đi lần này sẽ kéo dài ngày. Không nỡ xa con gái cưng, mẹ Nhã Phương bật khóc ngay tại sân bay. Không ngần ngại thể hiện tình cảm, Trường Giang ôm lấy Nhã Phương. Trong buổi tiệc sinh nhật nữ diễn viên cách đây vài ngày, một đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang trong tình trạng chết choáng say liên tục ôm hôn Nhã Phương khiến nhiều người hâm mộ chúc mừng cho tình cảm của cặp đôi. Là người vui tính, cây hài sứ quản luôn biết cách chọc kẹo bạn gái. Mẹ và bạn trai tiễn Nhã Phương đến tận cổng trước khi cô vào bên trong làm thủ tục. Sau đó Trường Giang chưa về hẳn mà còn nán lại phía bên ngoài. Khi Nhã Phương quay lại vẫy tay chào, anh làm biểu tượng đáng yêu dành riêng cho cô. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.